Cỡ qua thôi em. Quay nhẹ thôi. Nhìn thế này thôi mà nặng quá đấy. Nặng cái gì? Nó bằng sắt mà. Dày. Thôi xong. Tắm rồi thôi. Cậu đít, sức đít bằng đá. Hôm nay là đi test con 40 feet của anh Trịnh Phạm đấy. Ô, oh, con gì đó? Đây rồi, ở rô phi à? Ôi. Lớn bùi bé mềm, bớt hết đi. Lớn, lớn bùi bé mềm, bắt đi. Con gì kìa, con rô phi mà đeo luôn xa quá. Đâu rồi, nó chạy rồi giờ nó đeo luôn mà ông qua đừng vớt nó được rồi, nó nổi ra lắm nha. Ô đây này. Trời đéo mày. Cứ cua cua xuống nước là có đâu ạ. Đá đá vớ làm gì? Đây. Là ông dừng lý ra xuống là đụng cá thôi. Kìa. Cái con kia. Đá đá vớ lại. Một đàn. Còn sống. Đấy, cá mình nuôi đúng không? Không trọng. Thắt nẹ ra, không sợ. Rô phi đâm một chân đau đấy. Cá kia thì thấy rô phi anh ta. À, rô phi cá, bây giờ toàn rô phi. Cái cá phi là cá gì nhỉ? Đây còn đơm dơm mà. Đây nè. Đấy, em phải đánh ở ngoài xem nó bắt được ở ngoài không. Con rô phi. Dài quá. Bắt nó đi thuyền luôn. Có anh phải làm riêng nha, hay hơn. Bạn không có cái lấy nào. Ôi trời ơi, cái cá gì kia. Cá gì đúng không? Ôi, nó giật xa này. Anh nhìn này. Giật từ đâu đâu. Đối, đối thì ăn được. Đối. Kìa, ăn được. Béo kìa. Loại rán thì đi là thôi. Đối, bắt cái đối đi. Đấy. Cô, nó nhiều cái lông này. Cô đi gọi trung sàn như vậy. Bắt nữa thôi. Thì nhỏ lắm, không có cái loại. Cá mày cứ bắt hết đi tao. Bắt được chưa mà. À dạ, mỗi cá sai quá rồi. Sao bắt cái. Mới được không? Khó lắm. Không đến. Nhìn cái chỗ kia có vẻ tiềm năng vậy. Thôi, tha nó. Tha em nó. Thật xa lắm. Vào trong đây tí không? Ừ, vào trong. Cái này áp nó gần ngàn luôn. Trong trong này nhìn. Trong này hơi như có mấy không khí. Nó không vào trong đây à? Thấy cái góc này cái nào? Ui, ui, cái kìa, đánh dí. Dí đi, dí đi. Ui giời. Tí nó là tha hồ quay. Đấy, nó giật, nó bị giật sang.
quay quay lại đi. À, ý là chậm chậm lại mà đánh đoạn này thử xem. Đặt cao hết đi. Thế là cái nước này cực kỳ khó đánh luôn. Cái gì anh? Còn cái nước ở sông này cực kỳ khó đánh luôn. Cái chất nước đấy nó gì anh? Nó vừa nhiễm nở, vừa nhiễm mỡ. Cái gì mà thủi vậy? Không phát con gì không? Wow. Hay là nó thủi xung quanh rồi. Còn cá, cá đấy. Cá đâu mà khùn gốc vậy? Cá trong bờ nó giặt. Cá đấy. Bé ở trong cũng chả có gì đâu. Dạ nha, hay là vào trong. Dạ nha, đó không có đâu. Toàn tô phi bé. Đấy, đi lên tô phi về. Đá to phải đánh sông to. Ok, 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 con gì vậy? Đây rồi. Ôi, đừng có hất, luôn rồi hất, hất thế, coi lại mất, đây mất ăn rồi. Ôi, còn đây cái tập đoàn được rồi đấy. Lòng cá trước mặt nếu vớt vớt nhưng cá hơi bé bé ba về thích cho bắt cá của mình cá đúng không, để vào sau bắt nuôi cả không không à, đâu cá chép đâu mất rồi à đó đứt ra kìa cao thủ đấy quá nhiều rồi. Đi về mà ôm dưa. Đấy, đây 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 đây. Nên nên loại ra đây. Mấy con cá chép đi. Chán vớt. Mấy cá đấy phải để chuyên nước đấy. Đánh nó lên chậm chậm mới hay. Mình để này đánh tổng hợp profi luôn nhé. Thì phải ông đặt nơi nào bên giao phải. Mẹ ông xuống tới đây luôn này. Các bạn vào vật nó còn lượng ra. Cá rô phi màu đẹp nhỉ? Cá rô phi này màu. Ồ, đây đây, có đây. Là cái túi nhá mà. Ừ. Cá rô phi đâu vô lúng rồi đúng không? Cái gì hồng hồng mà cá rô phi. Thôi. Cá rô phi đâu vô lúng rồi. Ôi giời ơi, giật tận ngoài kia kìa. Con gì ấy? Nhưng mà giật xa quá thì cũng có cái dở đúng không? Không vớt được. Chạy được thuyền chạy lướt là để vớt được hết nhỉ. À được. Đấy. Ôi trời. Chưa. Còn cá nhỏ rồi. Long vớt cái nào vớt. Ở dưới đáy ạ. À. Ở dưới đáy. Dí tiếp đi, dí tiếp ở đây còn nhiều mà. Kìa. Ô cái gì đây bên mạn thuyền này. Kìa. Đấy. Tôm kìa. Tôm kìa. Trước chọc một cái ở đây vớt đúng xô sơn luôn cá rô phi này không là nó không ôi con gì đây này đang còn không vùng mà ôi cái vớt được con này to hết con này là chắc là gỏi là ngon con này chắc phải được 6-7 lạng đấy nhỉ. Đây. Wow. Kìa, vớt. Không đến. Ôi trời còn. Còn ở dưới là mấy con ở dưới. Còn nháp. Ôi kìa. Một đạn. Đấy, đánh tiếp rồi này, đánh. Vào. Đấy, con kia đang quay rồi. Tao sẽ thấy mình tính được mình. Ui, đấy ô, con này to này. Vãi thật vô vị này. Con cám hầu. Phê lòn. Em đóng kéo tàu theo mà đại gia chứ nữa tình ơi đừng bỏ nó vô trong đây rồi
đấy đấy đấy, con này cũng to mà, con này cũng năm lạng. Con đéo con đấy, sợ gì chuối. Ô con, ô được con này được, vậy mà lùn xuống đấy. Trời, thế là được. Con này được. Đây đây. Sao vậy? Đang há mồm kìa. Đang há mồm. Nhanh lên. Bắt đỡ buồn đúng không? Không. Đấy. Có. Cái này cả đàn nhưng mà cá nhỏ thôi. Đấy. Đây là con gì nó chạy này. Không. Ô đây đây đây. Đây đây đây. Đấy rồi. Ô. Buồn ngủ. Còn ở đây không phải thêm nữa. Dày mình cái đây. Ô con gì con gì? Ô đâu phi kìa, to đấy. Chúng mình cái. Hai con vớt được con à? Trong bờ. Trong bờ nữa. Trong bờ thịnh nhỉ. Sâu quá. À quá. À đây. Ô à đây. Ừ. Dạ. Ừ. 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 Vướng ông Long. Mấy con to đó, chú ý dưới nó nằm. Ui, coi rồi, coi. Rồi, ok. Được con, một hai con tầm khoảng gần cân nhỉ? Cân đấy. Gần đâu? Trâu. Gọi đây làm gì cân. Có con được gần cân. Có một, một con, đấy. Một hai con. Đấy, còn đấy. Hai con cân. Như con. Wow. Giơ cái bàn tay vào xem nào. Nó chưa xi nhê gì. Lào ở đây này.